tầm tài chính tầm khoảng trên dưới 20 tỷ thì anh chị tìm sản phẩm ở đâu? Trong khi Phú Mỹ Hưng có một cái sản phẩm rất là đẹp luôn và giá gọi là thấp hơn giá thị trường rất là nhiều. Tại khu dân cư Hưng Gia 4, gần bên chung cư Stay Garden, cách đường Nguyễn Văn Linh tầm khoảng 70 mét thôi. Một lô đất rất là đẹp, 6 x 18.5, công nhận trong sổ là 111 m², và được phép xây dựng một hầm, một trệt, một lửng, 3 lầu và một sân thượng áp mái. Đường trước nhà là đường 12 m, xe hơi tránh nhau. Như quý anh chị nhìn thấy cái lô đất này là hai bên đã có nhà xây dựng hết rồi, và hiện tại nó là một lô đất trống và phía sau là cũng có nhà luôn rồi. Nên về việc cái việc xây dựng tại khu dân cư thì rất là thuận tiện luôn. Quý anh chị mua bán sang tên thì có thể là xây dựng ngay. Và đặc biệt vị trí của căn nhà là một căn xây dựng lên là một căn shop house, có thể cho thuê đến 3.500 đến 4.000 đô luôn. Thì về việc cho thuê của căn nhà thì rất là hot luôn. Lô đất này á đã có sổ hồng và có gọi là thổ cư đầy đủ. Quý anh chị mua bán thì sang tên ngay, hỗ trợ ngân hàng cho vay lên đến 70-75% của lô đất. Đặc biệt quý anh chị là mức giá của căn lô đất này thì gọi là đang rất thấp hơn thị trường rất là nhiều rồi. Quý anh chị cần thêm thông tin inbox để Phước Sửu gửi cái sổ hồng cho quý anh chị để quý anh chị lựa chọn. Đây là một cái sản phẩm đầu tư gọi là lâu dài nhé. Cần thêm thông tin về những cái sản phẩm của Phú Mỹ Hưng, inbox ngay cho Phước Sửu. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người bay live cam và cảm nhận được những cái tiến độ của Phú Mỹ Hưng sau 20 năm hình thành và phát triển. Và hôm nay Phước Sửu sẽ đi chi tiết về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tọa lạc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là những khu đô thị sang trọng và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Về vị trí địa lý thì Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị nằm dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, dễ dàng kết nối với khu vực khác qua cầu và kênh rạch tự nhiên. Với sự phát triển vượt bậc nổi danh là nơi sống của rất nhiều người thu nhập hiện nay, thì ít ai ngờ rằng 20 năm trước ở đây Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư đầm lầy và hoang vu ha. Thì bây giờ là Phước Sửu sẽ chi tiết sơ qua Phú Mỹ Hưng gồm có những khu đô thị nào. Thứ nhất là khu trung tâm có 409 hecta, khu làng đại học khu B có 95 hecta, khu trung tâm kỹ thuật cao khu C 46 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu D 85 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu E là 115 hecta. Dân số sinh sống tại khu Phú Mỹ Hưng quận 7 tính đến khoảng 2020-21 tầm khoảng 50.000 người. Đặc biệt có tới hơn 50 dân cư tại Phú Mỹ Hưng là người nước ngoài, đa số đến từ nhiều quốc gia như châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Một trong những lý do dẫn đến sức hút của khu đô thị này với khách nước ngoài đó là môi trường sống cực kỳ tiện nghi, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đa dạng phong phú theo hướng đa chức năng, chưa kể còn có nhiều trường học quốc tế và rất nhiều bệnh viện. Hệ thống tiện ích điển hình ở Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phú Mỹ Hưng được phát triển với 8 phân khu chức năng, trong đó có 3 khu tiện ích. Và những cái khu như Phước Sửu kể tên như là trung tâm thương mại tài chính quốc tế nè, khu Crescent, khu y tế điều dưỡng và 5 khu dân cư như là khu văn hóa giải trí, cảnh đồi, khu kênh đào, Midtown, khu dân cư Nam Viên. Mỗi khu vực đều cung cấp những tiện ích riêng đảm bảo nhu cầu thiết yếu của khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều dự án có mặt tại Phú Mỹ Hưng và được khách hàng đón chào rất nhiều như Happy Valley, Hưng Phúc Premier, Urban Hill, Midtown Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều khu dân cư lớn ha. Bản đồ đi ăn chơi lại Phú Mỹ Hưng thì rất là thuận tiện, dễ dàng, bởi vì tất cả những cái khu dân cư này thiết kế theo dạng bàn cờ nên là tiện cho việc gọi là mua sắm, giải trí, ăn uống và rất là nhiều tiện ích tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, và sau đây thì mọi người cùng với Phước Sửu bay live cam và để cảm nhận những cái gọi là cái tiến độ cực kỳ thần tốc mà 20 năm Phú Mỹ Hưng sau khi hình thành và phát triển trở thành một khu đô thị lớn nhất tại Việt Nam. Rồi, quý anh chị cần thêm những cái thông tin về khu đô thị này, inbox ngay cho Phước Sửu để có nhiều cái thông tin hơn về những cái sản phẩm mua bán ký gửi tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.